Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các anh em cua rồi cạp. Hôm nay chỉ có cua với cạp thôi. Đây là cua Hàn Quốc đây. Rồi đây cua Đài Loan. Chút em sẽ báo giá hết cho anh em luôn ha. Chi tiết cho anh em luôn. Cái này lúc trước em giao lưu nhiều rồi. Đây là cái cạp nè. Cạp tròn thép đen. Hàng Đài Loan nha em. Hàng Đài Loan. Đó. Cái này là hàng Đài Loan anh em, lại một chất lượng luôn anh em ơi. Rồi, đây là cái cặp tròn thép trắng, cũng hàng Đài Loan nha. Còn đây là cái hàng cặp tròn, xin lỗi, cặp xéo thép trắng. Đó. Rồi có cặp đa năng anh em. Đa năng biết là sao, nó vừa là cặp tròn vừa là cặp xéo luôn. Đó, nó đóng hai vai trò luôn nha anh em. Cặp xéo vừa là tròn luôn. Nó dũng á, chút nữa quay cho anh em xem ha. Thì cái này hàng Đài Loan luôn nha anh em. Rồi bên này á thì em cũng có là kìm cắt nhôm này, kìm chuyên dùng để cắt dây nhôm để người ta uốn cây á. Uốn cây ha. Rồi còn có cả là dao ghép anh em dao ghép hàng Nhật đàng hoàng luôn, hàng Nhật đó. Hàng Nhật ha. Rồi đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu anh em mấy cái loại này đây. Nói nhanh luôn nha, tất cả những cái mặt hàng này em cho phép anh cho anh em là thử hàng tại nhà luôn trước khi thanh toán tiền ha. Tức là nhân viên sẽ đưa đến nhà các anh em lột ra, các anh em kiểm tra đúng như vậy và anh em test thử ok rồi anh em thanh toán cho nhân viên, không cần phải thanh toán trước. Thì đầu tiên đây là cái cua Hàn Quốc, thì cái cua này á nó rất là đẹp nha anh em, chuẩn bonsai luôn. Chiều dài cái lưỡi là 21 phân. Đó. Chiều dài cái tổng cái lưỡi này là 21 phân nha anh em. Đó. Rất là sắc nét ha. Đó. Răng rất là sắc nét luôn. Đó. Thì cái cua này lúc trước giờ em giao lưu cũng nhiều rồi. Đó. Đây nó có hai cái vị trí cái lẫy anh em. Đó. Để cố định lại hai vị trí khác nhau ha. Đó. Đây. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Cua rất là đã. Cái này nhìn cái răng anh xem xài rất là bền anh em ơi. Cái loại này xài rất là bền luôn. Em đã xài rất nhiều cái loại cua. Đó. Những loại cua tốt, cua những cái loại cua mà em mua ngoài chợ nha anh em, xài nó không ok đâu. Đó. Còn cái này thì thôi á. Cái này em sẽ giao lưu với anh em là 220 ngàn, em sẽ bao ship anh em ha. 220 ngàn. 220 ngàn. Cái cây này á là cây cưa Đài Loan. Cây cưa Đài Loan made in Taiwan. Cây này với chiều dài cái lưỡi á là 16 phân. Cái cua này là chuẩn bonsai. Cái cua này anh kêu em cua thôi, khỏi phải chê, nó không có bị rít, không bị rít cái cua anh em. Hay vậy đó, cái cua này nó hay vậy đó. Cái lưỡi nó rất là bén ghê lắm. Cái cua này cho anh em thử hàng tại nhà nha, anh em cứ chuẩn bị cái cây trước đi, nhân viên đưa tới là anh em cua thử. Nhưng mà cái cây tươi nha anh em đưa cái khúc gỗ khô, khúc gỗ già, khúc gỗ khô tới cua nó cũng được, nhưng mà nó không có ngon bằng cái cây tươi. Cái này là dùng để cua bonsai nha anh em, chứ không phải cua gỗ. Nếu mà cua cây khô thì nó phải là cua gỗ nha anh em, còn cái này là cây cua bonsai. Rồi thì cây này á em sẽ giao lưu với anh em là 130 ngàn, em chưa bao ship ha.
chưa bao ship. Cái đó thì để anh em mua chung với cái những cái mặt hàng khác đi, rồi gửi kèm luôn. Còn anh em mua riêng thì anh em trả tiền ship giùm em nha. Còn đây, đây là cái cây cạp tròn thép đen đập nguyên khối, hàng Đài Loan, chiều dài là 21 phân, hai cái lưỡi nó rất là sát với nhau, anh em thấy không? Nó rất là sát nhau vậy đây. Cái lưỡi này nó gối lên cái lưỡi kia vậy anh em nha. Nhìn nó rất là sát nhau ha. Hàng rất là chất lượng anh em, hàng Đài Loan chuẩn, hàng chuẩn anh em, chứ không phải hàng mịt lựa, hàng chuẩn, chứ không phải hàng lựa là lựa đều ra đâu bán đâu. Cái hàng tốt nhất, tức là một lô về á là người ta lựa ra, lựa về là lựa ra, cái nào nó lỗi nhẹ thì họ phân ra họ bán cái giá khác. Còn cái này là hàng chuẩn nha anh em, hàng chuẩn luôn. Cái này em sẽ giao lưu với anh em là 370.000, em sẽ bao ship. 370.000 bao ship ha. Rồi tiếp theo nữa là cây cạp xéo thép trắng, xin lỗi, cạp tròn thép trắng. Cái này là thép đen, cái này thép trắng anh em. Cái này cũng là hàng Đài Loan luôn. Cái này thì khỏi phải nói rồi, tiền nào của đó anh em ơi. Nó đẹp, nó bền. Không rỉ anh em, thép trắng không rỉ. Không rỉ anh em cũng phải cẩn thận nha. Đừng ngâm nước. Không rỉ tức là nó khi mà chúng ta xài á, chúng ta đừng ngâm nước thì nó mới không rỉ thôi. Còn khi anh em ngâm nước mưa thì cỡ như nó cũng sẽ rỉ à. Quan trọng chúng ta xài chúng ta phải kỹ ha. Xài lâu chùi được. Nó là vậy anh em ơi. Khi nó dính anh em lau chùi ha. Đó, nó rất là sát răng với nhau nha. Rồi cái này em sẽ giao lưu với anh em là 410.000, bao ship cho anh em tới nhà luôn. Bao ship tới nhà luôn ha. Rồi tiếp theo là cây cặp xéo thép trắng. Cặp xéo thép trắng ha. Cây này cũng giao lưu với anh em là 401 luôn, 410.000, bao ship tới nhà luôn. Bao ship tới nhà luôn. Trong trường hợp ví dụ anh em mua một lần hai sản phẩm á, cái sản phẩm đầu tiên thì giữ giá ha. Nếu anh em mua cái sản phẩm thứ hai á là cứ mỗi sản phẩm bớt 10.000 nha anh em. Vậy cho nó khỏe. Bớt cái không 10.000 không đáng vào đâu ha. Nói chung bớt cho nó vui vui, cho nó hữu nghị. Ví dụ anh em mua một cái cặp này đi, cặp này là ví dụ như là 401 ha. Rồi anh em thêm mua thêm một cái cua nữa thì cái cua á là sẽ bớt 10.000. Ví dụ anh em mua một cái cua Hàn Quốc 220, mua kèm với cái cặp này thì cái cua Hàn Quốc thì chỉ còn 201 thôi, bớt 10.000. Vậy đi có khỏe ha. Còn đây là cái cặp đa năng này. Cái gì anh em mua 2-3 sản phẩm gì đó thỏa thuận đó. Thỏa thuận để bớt cứ mỗi bớt muốn thêm một cái 10.000 vậy đó anh em, cho nó vui ha. Đây là cái cặp xéo nè, vừa xéo vừa tròn luôn, gọi là cặp đa năng anh em, cũng là hàng Đài Loan anh em. Hàng được lựa, hàng chuẩn đó, hàng chuẩn nha anh em, chứ không phải hàng cà sụt cà xịt đâu. Rồi đây là cái cây mai, cây cạp đa năng đập nguyên khối, chiều dài là 21 phân, vừa xéo vừa tròn luôn. Cái cạp này em sẽ giao lưu với anh em là 390.000, em sẽ bao ship tới nhà luôn. Hai cái răng nó rất là sát với nhau và cho anh em thử hàng tại nhà nha anh em, không cần phải thanh toán tiền trước. Ok, uy tín với các anh em luôn nha. Không phải là dưới thì quay cái này là đưa gửi khác nha anh em, tức là không phải là quay cái loại này là gửi cái loại khác làm bậy bạ đâu. Bởi vậy cho anh em thử hàng tại nhà luôn. Ok, uy tín chất lượng với các anh em luôn nha. Đây là những mẫu sản phẩm đây ha. Đây là cặp tròn với cặp xéo thép trắng đây.
đối với chức năng của mỗi cây mỗi khác nhau ha. Tức là anh em dùng chuyên nghiệp hơn tí thì anh em sử dụng hai cái để anh em có thể dùng cái xéo này nè, xử lý ngóc ngách, thì dùng cái tròn để chúng ta xử lý cho những cái mặt cắt lớn. Còn chơi giải trí văn nghệ thì anh em dùng cái này đóng vai trò lần hai cái luôn, nhưng mà sử dụng cái để xử lý những cái mặt cắt lớn thì nó sẽ không đạt bằng cái cặp tròn nha anh em. Thì bác này nói trước anh em vậy đó. Cặp tròn này là đúng cái chức năng của nó, là anh em xử lý những cái mặt sẹo lớn, những mặt cắt lớn thì nó đương nhiên nó sẽ ngon hơn cái thằng này rồi, chắc chắn đó là điều rất đương nhiên rồi ha. Nó chuyên dụng hơn, còn cái này gọi là nửa này nửa kia anh em nha. Rồi cái này em sẽ giao lưu là 390.000 nha, sẽ bao ship tới nhà cho anh em luôn nha. Rồi đó, đây là những cái mặt hàng mà em giới thiệu với anh em trong clip hôm nay ha. Còn đây á là cây kéo, cây kìm cắt nhôm. Cái kìm cắt nhôm này chiều dài là nó là 18 phân nha anh em. Nó chuyên dùng để cắt nhôm, nó hàng Đài Loan chứ không phải hàng bớ vẩn nha anh em. Đó, chuyên dùng để cắt nhôm. Cắt dây nhôm dây thép này kia đó. Rồi, cây này á em sẽ để cho anh em giá mềm xèo xèo anh em chơi luôn. 240.000 thôi, bao ship anh em tới nhà luôn. 240.000. Hàng Đài Loan anh em. Đó. Cái này mà về anh em mà xem hàng, kiểm tra hàng không phải hàng Đài Loan thì anh em đem tới trả cho em. Chửi em trận ha. Chuẩn cho anh em thử hàng trước khi thanh toán tiền luôn, kiểm tra hàng tại nhà. Không cần phải thanh toán tiền trước. Ok, chất lượng. Đó, đây là những mẫu mà hôm nay em giới thiệu các anh em ha. Đầu tiên là cua Đài Loan. Cua Đài Loan là 130. Cua Đài Loan 130. Còn những cái mẫu sản phẩm này nè. Khi mà anh em mua cái thứ hai đổ đi á thì một cái thứ thì bớt 10.000 để cho vui anh em nha. Cua Đài Loan là 130 nè. Cua Hàn Quốc là 220 cho bao ship. Một cái cua Đài Loan em không bao ship nha. Còn cái cây này á em bao ship nè, 220.000 bao ship nè. Còn đây là cặp xéo thép trắng 401 đó, bao ship luôn. Cây này 401 luôn, bao ship. Cây này cũng là 370.000 bao ship tới nhà luôn. Loại này 370.000 ha. Còn đa năng này vừa hai vai trò luôn, hàng này khó tìm. 390.000 bao ship. Còn cái này là 250, xin lỗi, 240 bao ship tới nhà luôn nha anh em. Rồi cuối cùng là con dao ghép. Đây là con dao ghép hàng Nhật. Con dao này khỏi nó phải nói rồi, nó rất là đã luôn. Nhớt nha anh em, này nhớt đang bảo quản nhớt nè. Nhớt không thôi giờ nó bụi rét, xét thì không bao giờ xét được, nó bụi anh em, bụi rồi ba cái cát nó dính, nó sẽ làm cái chày cái phần đen này nè, phần đen này nào cái phần ten á, sơn anh em. Khi mài ra thì nó trắng vậy đây, phần trắng. Nếu mà không có nhớt á, nó dễ bị xước, bị chày cái phần sơn này nè. Nhưng có nhớt vô để mà gập ra gập vô nó dễ ha. Rồi cây này em sẽ không có công khai giá nha, anh em gọi điện trực tiếp để được giao lưu nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.